Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người về việc là đúc trang bị như thế nào trong game Ngọa Long. Thì trước hết mình phải nói là game này thì đây là game bản mobile. Mình chơi trên phần mềm gọi là Nox Player, một phần mềm giả lập điện thoại trên máy tính. Thì khi mà đúc trang bị có các cách như sau. Cách thứ nhất đấy là cái cách mà gọi là ai cũng biết rồi. Đấy là hạ hai cái dòng còn lại xuống để nâng một dòng mà mình muốn lên. Tại vì khi mà mình đúc ấy, cái này nó có một cái điểm đặc biệt. Đấy là khi mà một dòng được tối đa rồi thì mình sẽ không được đúc nữa. Đây là cái cách đúc mà tất cả mọi người đều có thể đúc được. VIP không, VIP nọ, VIP kia đều đúc được hết. Thì cách này dễ nhất, có nghĩa là mình cứ bấm, gọi là bấm đúc thôi. Mình bấm đúc. Thì mình bấm đúc đến khi nào á, nó hiện ra cộng né bất kỳ cái nào cả, chỉ cần là cộng dương thôi thì hai cái dòng kia bị trừ bao nhiêu mình không quan tâm, và hai cái dòng kia càng thấp thì cái né càng dễ lên. Tại vì á, khi hai cái dòng kia nó thấp xuống thì nó sẽ rất dễ để lên, và vô tình nếu mà có một lần may mắn nó kéo cả cái né lên luôn thì mình sẽ lấy luôn. Ví dụ như là bạo ở cộng không rồi xong rồi né cộng một này, thì nó vô tình nó cho thêm cả cái đánh cộng một đấy, à thì nó đánh cộng một thì nó vô tình nó cho thêm cái né cộng một chẳng hạn. Mình hên thì mình gặp cái đấy thì mình nhận luôn, cái đấy tỷ lệ là có. Còn thông thường ấy, nó sẽ ra là cộng hai cái trên và trừ cái dưới, thì mình chỉ việc bấm đúc giữ nguyên cho đến khi nào mình chờ ra nó một trong hai cái trên hoặc là cả hai cái nó lên và nó kéo theo cái né lên thì mình lấy. Và hai cái trên càng thấp thì nó sẽ càng dễ để xuất hiện là cộng. Thấp vừa thôi nha các bạn, tại vì thấp quá thì mình gọi là sẽ bị thiếu đam hơn mọi người. Thì bạo là sao? Cái dòng bạo này nó theo mình là nó không tăng tỷ lệ bạo kích, mà nó tăng cái đam khi mà mình có bạo kích và đam khi không có bạo kích. Cái đam khi mà không có bạo kích ấy, nó tăng ít thôi, nhưng mà cái đam, cái sát thương khi mà xuất hiện bạo kích ấy, nó tăng nhiều lắm. Còn cái dòng đánh nghe này là nó sẽ tăng cái tỷ lệ, theo mình nghĩ là nó tăng cái tỷ lệ gọi là phản kích, và nó sẽ tăng thêm cái đam khi mà mình tấn công. Nó tăng nhiều hơn là cái dòng bạo này khi không có bạo kích này này. Đó. Thì bạo và đánh là hai cái để tăng đam, còn né nó sẽ tăng một lượng thủ kha khá đó các bạn. Thì mọi người nếu mà mình khuyến khích mọi người, nếu mà kiểu như là không có vàng để áp tiểu quán hay là như thế nào ấy, thì mọi người lên đúc cái dòng né này cao lên thì sẽ tăng được một lượng thủ kha khá. Trước đây thì mình có viết mấy cái bài mà ở cấp bao nhiêu thì cần phải né bao nhiêu. Cái bài đấy là dành cho những cái người mà không có vàng để áp tiểu quán thì mọi người mới cần phải đúc né kiểu như thế thôi. Đó, mình kiểu như mình viết bài dành cho đa phần những cái bạn mà chơi free nọ kia đấy, cho nên là mình nhận khá khá gạch đá từ những anh em gọi là chơi có vàng, tại vì mọi người đúc được tiểu rồi, mọi người không cần với cái đấy nữa. Thì đấy là cách đầu tiên để đúc, mọi người hầu như ai cũng biết. Cách thứ hai ấy là tài nguyên. Trong tài nguyên thì cái phần mà Tử Long Ngọc này này về sau không không dùng đến nữa. Thì cái cách đơn giản ở đây là gì? Các bạn tìm cái ông thương nhân này này, các bạn đổi một món bất kỳ ra, ví dụ như đổi cái giáp chẳng hạn, các bạn muốn đúc ví dụ như đúc con ngựa hay đúc cây kiếm này, thì các bạn lựa trong đống tất cả trang bị của các bạn á, cái trang bị nào mà cùi nhất gọi là kém nhất thì các bạn dùng để gọi là ví dụ như là cái kiếm này của mình yếu nhất đi, thì mình vào đây mình đổi lên một cây kiếm. Đây cái này giá của nó là 380 ngọc tím. Sau đó mình đổi cái bát nhã khải này hoặc là mình đổi cái võ thánh này. Tại vì sao? Tại vì hai cái món này là giá nó chỉ có 300 ngọc thôi và rất dễ để đổi. Và sau đó ấy, mình sẽ đúc cái kiếm ấy lên. Mình vào đúc, sau rồi mình vào cái phần tốn trang bị này. Thực chất mình không nên đúc thế ngay, mà đầu tiên mình đúc bạc cho đến khi nó gọi là nó sẽ có một cái khoảng thời gian đấy mà các bạn đúc bạc nó sẽ lên vù vù lên rất là nhanh, đến một cái mốc nào đó lên rất là chậm. Các bạn cố đúc thêm 5 điểm nữa, sau đó các bạn đúc bằng cái tốn trang bị này này, rồi các bạn đổi cái trang bị tím mà mình vừa nói ra để các bạn đúc bằng cái đấy thì nó sẽ lên rất là nhanh. Ưu điểm ở cách này á là nó có thể đạt được gọi là cái điểm né cao nhất mà các bạn mong muốn, và gọi là với tốc độ rất là nhanh, dễ hơn các cách khác. Nhược điểm ở cách này á là chỉ dùng cho những cái bạn nào mà gọi là cấp 210 trở xuống như thế nào thôi. Tại vì khi đấy á, trang bị của các bạn rất là yếu, nó không có phải là hỗn độn như thế này thì nó sẽ rất dễ để áp lại. Nhược điểm ở cách này á là các bạn phải tốn gọi là thời gian đi
đi farm lại mấy cái ngọc để áp áp lên thành đồ cam, xong rồi các bạn lại phải tốn gọi là quân công để đổi cái nguyên liệu ra. Nó sẽ tốn rất là nhiều thứ. Cách này đúc lên rất là nhanh nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thứ để mình có thể up lại được trang bị ban đầu. Chưa kể đến là mình phải tốn bạc để cường hóa lại nữa. Hoặc là mình phái đồ để ra những cái trang bị tím như thế nữa. Thì khi mà các bạn hết cái ngọc tím để các bạn đổi ấy, thì tất nhiên các bạn phải phái như thế này để các bạn có cái trang bị tím để các bạn đúc thôi, đúng không? Cách thứ ba mà mình muốn nói ấy, đấy là khi mà các bạn gọi là đánh phó bản á. Ví dụ một phó bản như thế này đi, nó sẽ ra thần nguyệt cung. Nó sẽ có rất nhiều phó bản mà gọi là đánh nó ra được thần nguyệt cung. Để mấy cái này trúc âm thương không cần để ý, để mấy cái này rất là xa rồi. Mình nói đính chính là cách này phù hợp cho những bạn nào đang kẹt map nhé. Tại vì những cái bạn này đang kẹt map á, thì các bạn không dùng quân lệnh để làm gì cả, đúng không? Thì cái cách rất là đơn giản thôi, các bạn tìm cái map nào ấy mà có đồ mà thần như mình vừa nói đấy. Đây ví dụ như này, thần nguyệt cung đi, thì các bạn farm mấy cái trang bị như này, có nghĩa là như thế này này, cái đúc tiêu tốn trang bị này nó có một cái điểm rất là hay, đấy là tỷ lệ đúc của nó tỷ lệ thuận với cả cái gọi là phẩm chất của trang bị mà các bạn dùng để hiến tế, dùng để đúc đó. Khi mà các bạn dùng để đúc thì gọi là, ủa hình như mình để không quay con chuột đúng không nhỉ? Chờ tí để mình chỉnh lại quay con chuột đã. Thôi kệ đi. Cái phẩm chất của cái đồ nó càng cao á thì các bạn càng dễ lên. Chết rồi, sai rồi. Phẩm chất của cái vật bạn dùng để hiến tế càng cao thì nó càng dễ lên, thì đấy là cái ưu điểm của nó. Thì khi mà các bạn farm như thế thì các bạn sẽ tốn ít quân công hơn để up lại như trang bị ban đầu, nhưng mà các bạn sẽ tốn rất là nhiều quân lệnh. Nó giống như cách trước thôi, nhưng mà các bạn thay vì dùng bạc và dùng ngọc tím thì các bạn sẽ dùng quân lệnh để đổi trực tiếp thành cái món đồ thần luôn đó. Thì sau khi các bạn up lên nó sẽ nhàn hơn là cách cũ, và cái cách này chỉ phù hợp với những bạn kẹt map không dùng quân lệnh để làm gì, tại vì nó rất là hao quân lệnh. Mình hồi khoảng là 1,5 năm trước thì mình dùng cách này, mình thấy cách này khá là ổn, lên rất là nhanh. Tất cả những cách trên á nó có một cái ưu điểm, đấy là lên rất là nhanh, nhưng mà cái nhược điểm của nó á là tốn thời gian, tốn bạc, tốn quân lệnh và không lên được ba dòng đều nhau. Ví dụ như là cái món như thế này thì các bạn không thể lên được bằng cái cách đấy. Và khi mà các bạn lên được cái cấp VIP ấy, thì các bạn sẽ có một cái, đấy là mỗi ngày các bạn sẽ có đúc vàng như này được free này, được VIP cấp 15 như của mình là các bạn được 3 lần đúc free rồi. Nhưng mà mình sẽ không đúc bằng vàng. Cái cách đúc của mình á, là mình đúc bằng bạc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình hay đúc. Đầu tiên á, cái mà các bạn cần phải chú ý nhất đấy chính là da lúa. Nhiều bạn nghĩ là nó liên quan đến da lúa. Thì mình thấy á, là tất cả những cái gọi là tính năng trong game ấy nó đều theo một cái quy luật nhất định. Ví dụ như là cái mốc thời gian nhất định ấy, cái giá lúa này bao nhiêu lâu thì nó reset một lần này, lôi đài thì bao nhiêu lâu reset một lần này, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều theo một cái quy luật nhất định. Thì cái để dễ nhìn nhất chính là giá lúa tăng hay giá lúa giảm. Thì khi mà ví dụ như là khi mà các bạn hội đàm ấy, các bạn bảo là tôi muốn nhanh ra tướng nọ tướng kia thì tôi phải làm như nào, đấy là một cái lời khuyên mà nhiều người nói với mình mà mình không biết là có đúng hay không, mình chưa kiểm chứng. Đấy là vào cái giờ lôi đài. Thì tại sao cái giờ lôi đài nó có nhiều như thế thì mình không thể biết được, mà mình chưa đọc cái bài nào nhà phát hành nói điều đấy, hoặc là mình đọc chưa đủ nhiều. Thì đấy, đầu tiên là các bạn phải xem được cái giá lúa nó trên một thì các bạn mới bắt đầu đúc nha. Sau đó bạn bấm vào đúc này. Cái phần mềm giả lập này của mình á, nó còn cái tính năng lên tính năng auto click, nó rất là tiện luôn. Thì khi mà mình quay lên clip này thì nó sẽ không hiện auto click đâu, thì các bạn bao giờ các bạn tải cái phần mềm Nox Player này thì các bạn tự tìm nha. Thì nó là một tính năng của cái phần mềm này mà các bạn không cần phải tải thêm bất cứ cái gì cả. Các bạn chỉ cần tải cái phần mềm Nox Player này thôi. Là rồi các bạn tải game về máy thì game nó sẽ nằm trong cái link mà nhóm Ngoạn Long Fanpage người ta hay 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 đăng á, thì cái link tải game nó ở đấy. Chứ các bạn sẽ không thể tìm trên được App Store như thế nào đâu, hay là CS Play nó sẽ không có. Thì các bạn sẽ tải bằng cái link đấy. Sau khi tải link các bạn cài đặt như bình thường thôi, và các bạn nhớ
là các bạn nên vào cái mục file của tôi để xóa cái wildlife đi, rồi các bạn mới vào game nha, để tránh những trường hợp mà bị lag hay như thế nào đấy. Thì nó sẽ có auto click như thế này đó, mình không cần phải làm gì cả, nó sẽ tự động bấm cho mình. Thì cái này lưu ý của nó là gì, đấy là các bạn phải gọi là tùy vào từng máy khác nhau. Ví dụ như là máy của mình thì mình để cái tốc độ click như thế này thì không sao, nhưng mà các bạn phải để ý, có nghĩa là nếu mà một khi nó xuất hiện cái hiện tượng lag thì các bạn đúp sẽ không bao giờ lên cả. Lag là như thế nào, đây các bạn có thể nhìn thấy là nó hiện lên số trừ, số cộng không, số trừ mấy chẳng mình không cần biết, nhưng mà sau khi này, sau khi mà nó xuất hiện như thế xong nó vẫn xuất hiện về cái trạng thái ban đầu như thế này thì tức là chưa bị lag. Còn một khi á, bạn chờ mình tí. Đây, một khi mà nó xuất hiện như thế này đấy, có nghĩa là nó giật tung lên như thế này, có nghĩa là đang bị lag ấy. Thì các bạn khi mà các bạn đúc như thế ấy, có nghĩa là các bạn đang để tốc độ chuột quá nhanh, các bạn phải chỉnh tốc độ chuột lại xuống thấp hơn một chút. Các bạn chỉnh đến khi nào mà nó không còn hiện tượng lag nữa thì tức là được. Tại vì cái này có một cái nhược điểm ấy, là nếu mà lag thì nó sẽ không thể lên được. Nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình đúc 1 tỷ bạc hay là 2 tỷ bạc như cách bạn giải thích ấy, mình không lên được. Đấy là tại vì các bạn chưa nhìn ra là nó bị lag. Lag là như thế nào? Có nghĩa là khi các bạn bấm đúc một lúc rồi, khi mà cái phần mềm auto click bấm đúc một lúc rồi thì nó mới hiện lên là nhảy số như thế này. Là cái thứ nhất nhé. Cái thứ hai là nó sẽ không quay trở về bạn trạng thái ban đầu như thế này, mà nó sẽ gọi là trừ 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 trừ, nó xuất hiện cái số hiệu quả sau ngay lập tức. Thì nó sẽ gọi là nó sẽ chỉ ra cái nút giữ nguyên này thôi, chứ nó không ra cái nút đổi. Thành thử ra khi mà xuất hiện kể cả khi cộng 1 đi, nó vẫn sẽ là giữ nguyên chứ nó không cộng vào cho các bạn. Thì đây là một cái lag rất là khó chịu và nhiều người bị. Và cái lưu ý của cái cách đúc của mình á, khi mà các bạn đúc gọi là các bạn auto click ấy, từ 2 đến 5 phút nha, mà nó không lên ấy, thì các bạn dừng lại không đúc nữa cho mình. Các bạn thoát ra ngoài như này, bấm vào phần hệ thống này, tài khoản này, server mới này, chọn lại cái server các bạn đang on và vào lại cái ảnh của các bạn. Khi vào ảnh của các bạn này, các bạn nhớ một điều, đấy là mở cái phần quà này lên này. Tại vì sao? Nó sẽ xuất hiện cái mà đúc trang bị trừ 50% này này. Khi mà mình out ra vào lại như thế, lâu lâu nó sẽ bị gọi là, đây để mình làm lại cho các bạn xem. Nó sẽ bị như thế này. Khi mà mình bật đúc lên ấy, nó sẽ ra là 150.000 bạc, tức là đang bị lag. Làm cách nào để mình sửa được thì mình tắt nó đi, mình bấm vào phần quà thì nó sẽ hiện lên là trừ 50% đúc trang bị này này. Các bạn vào lại phần đúc thì nó đã chỉ còn lại 75.000 bạc thôi. Đó. Cho nên là các bạn phải lưu ý khoản đấy. Sau khi mà các bạn vào lại cái phần server các bạn phải mở lại cái mục này rồi sau đó mới đúc tiếp cho mình. Và như thế này. Và quá trình thì lặp lại y hệt, các bạn đợi 2 đến 5 phút nữa thôi. Và thường thường á, khi mà các bạn làm hai lần như thế này không được ấy, đến lần thứ ba nha, thì các bạn out ra vào lại server nữa. Sau khi vào lại các bạn vẫn mở phần quà như này đúng không? Tiếp theo đây là các bạn vào phần khu vực. Đó, đây là một cái lưu ý rất đặc biệt. Lần thứ ba nha. Rồi các bạn mở phần đúc tiếp. Đúc tiếp tục 2 đến 5 phút. Thông thường thì cái lần thứ ba này nhất định nó sẽ được. Thì đấy là cái lý do tại sao mà mình tốn rất ít bạc để đúc. Thông thường đến lần thứ ba này nhất định nó sẽ được. Còn nếu nó không được nhé, các bạn lại out ra vào lại liên tục, nhưng mà lần này á mình không vào phần khu vực nữa. Có nghĩa là đến lần thứ ba, lần thứ sáu, lần thứ chín, lần thứ 12 đó thì các bạn mới vào phần khu vực thôi. Thì các bạn cứ lưu ý như thế. Tại sao như thế thì mình cũng không biết được, cái này là mình tự mò thôi, nó không có nguyên tắc gì cả. Nếu mà các bạn không thích, các bạn cứ ở trong thành chính như này cũng không sao cả. Các bạn thích gọi là ra phần map các bạn đúc thì cũng không sao cả, nhưng mà đấy là cái cách đúc mà mình hay làm. Có thể bạn các bạn mở lên và các bạn bật auto click, bạn ngồi chờ 2 đến 5 phút. Nếu mà không có gì thay đổi ấy, thì bạn dừng auto click lại và các bạn out ra vào lại server. Thì cái cách đúc đấy là cái cách mà tại sao mà mình có thể có được những cái trang bị đẹp như thế. Thì đây tạm thời mình đang đúc đến được như thế này rồi. Đây trang bị của mình bây giờ như này. Mình có một món ba dòng này, hai món ba dòng này, ba món này, bốn món này, năm món này, sáu món này. Và cái món thứ bảy thì mình đang tiếp tục đúc, nhưng mà tạm thời bạc thì mình đang không có nhiều. Lưu ý thứ nhất ấy là giá lúa, lưu ý thứ hai là các bạn care từ 2 đến 5 phút là các bạn out ra một lần. Và lưu ý thứ ba đó, đấy là cái lượng bạc của các bạn phải đủ nhiều, cũng là từ 700 triệu bạc trở lên.
cái cách kiếm bạc như thế nào cho hiệu quả thì có lẽ là mình sẽ làm một cái clip khác. Clip này mình làm ngắn thôi để cho những bạn nào mà hỏi về đúc thôi. Đấy. Thì cái lưu ý tiếp theo là gì? Có nghĩa là lý do tại sao mà các bạn phải ao ra vào là hệ thống, tại vì các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là một cái quả lắc thôi. Đây này. Thì các bạn cứ nghĩ là nó giống như thế này thôi, nó cứ đi qua đi lại như này thôi. Thì cái phần cộng ấy, nó sẽ nằm ở đây, ở đây, ở đây, nó rải rác lung tung. Còn cái phần trừ cộng không là suốt đây. Thì khi mà mình tải lại server, các bạn cứ tưởng tượng nó sẽ tải lại cái con lắc này và sẽ đến đây. Và mình cái việc mà mình làm ấy, là mình phải chụp được cái khoảnh khắc mà khi nó chạm được vào cái mốc cộng một cộng mấy gì đấy thì nó sẽ được. Và cái khoảnh khắc đấy thì nó rất là nhỏ và ít khi là có được, thì nó cứ đi qua đi lại như này thôi. Và khi mà các bạn đúc càng cao ấy, thì cái con lắc nó chạy càng nhanh và cái phần cộng ấy, nó càng thu lại dần dần dần. Cho nên là đấy là lý do tại sao nó càng khó hơn khi mà các bạn đúc lên cao, nó càng khó hơn để có thể gọi là lên được. Thì đấy là gọi là mình miêu tả cho dễ hiểu thôi, chứ mình nghĩ là không phải như thế đâu, nhưng mà miêu tả như thế cho dễ hiểu. Nó cứ đi qua đi lại và khi mà các bạn out server vào lại như thế, tức là bạn đang reset lại con lắc ngay từ ban đầu. Và nhiều bạn gọi là đúc hoài không lên á, một là do nó lag, hai là giống như kiểu con lắc nó cứ đứng yên một chỗ vậy á, cái mốc đây là mốc trừ không à, chứ nó không có đi lên đi xuống, nó cứ đứng yên đấy bảo vệ không lên. Việc mình làm mình phải out ra vào lại để cho nên mình reset cái con lắc cho nó chạy vậy thôi. Đấy là cái lưu ý khi mà mình đúc đồ. Thì với cái cách đúc này á, cứ khoảng tầm 100 triệu bạc là mình sẽ lên được 3 điểm. Đây là ví dụ như cái món này lúc nãy là 140 đi, mình đúc từ lúc nó khoảng độ gọi là 900 triệu bạc chứ bao nhiêu nhỉ, 1 tỷ bạc, đến như này là 110 triệu bạc. Thì thực ra là 100 triệu bạc ấy, thì mình lên được 3 điểm rồi. Cái 10 triệu bạc từ nãy giờ là mình đúc ví dụ cho các bạn thôi, mình cho các bạn xem thôi. Thì tất nhiên nó không lên rồi tại vì đúc chưa tới. Và lưu ý thứ hai ấy, đấy là gọi là như nào nhỉ, tất nhiên là khi mà nó đi như này ấy, nó sẽ có một cái khoảng dài và các bạn bị trừ ấy, thì cái khoảng dài đấy là mình làm gì. Đấy là lý do tại sao mình phải ao ra vào lại để mình tránh tốn bạc trong cái khoảng dài không được gì đấy đó. Cái mục đích của ao ra vào lại, thứ nhất là để reset cái con lắc đấy, thứ hai là để tránh cái khoảng mà không có gì ở đấy, cái khoảng trừ rộng đấy, thì mình tránh được nó mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều bạc luôn rồi. Thì cái cách làm như này ấy, nó thứ nhất là nó lên nhanh, thứ hai là tiết kiệm bạc. Bởi vậy mình rất là thích cái cách này và mình tốn rất là nhiều thời gian để mình mò ra cái cách này, và nó rất là hiệu quả với đa số những cái ạch mà mình test thử. Và khi mà mình gọi là test những cái phần mà đúc ấy, thì mình phát hiện ra một cái giống như kiểu gọi là mình không biết là nó đúng với tất cả các cấp độ hay không, nhưng mà cấp độ của các bạn lấy mốc là không nha. Ví dụ như của mình ăn 200 năm này thì mình chỉ lấy nó là 250 thôi, thì mình lấy mốc là 250 đúng không, mình trừ đi 90 sẽ ra cái số gọi là đánh bạo né tối đa mà mình có thể lên được. Có một anh bạn cho mình mượn cái nick của ông ấy gọi là 240 thì phải, thì ông ấy chỉ đúc được lên đến 200, à ông ấy chỉ đúc được lên 150 né thôi là nó không đúc nữa rồi. Ông lên 245 thì ông đúc đến 155 né và ông không đúc được nữa. Các bạn biết khi nào mà các bạn đúc được tối đa không? Đây là khi nó xuất hiện như này này, đúc thất bại, nhưng mà trong thực tế các bạn còn rất là nhiều bạc mà nó hiện lên là đúc thất bại như này, có nghĩa là khi nó đã đến tối đa rồi. Còn nhiều bạn bảo với mình ấy, mày ơi, đến cấp của tao như này là mắc rồi. Nó không, tại sao lại mắc? Tại vì nó chỉ trừ chứ nó không có cộng nữa, cho nên người ta hiểu nhầm là nó mắc. Nhưng mà một khi nhé, các bạn vẫn bấm đúc được thì tức là các bạn chưa mắc. Mắc là khi nào? Khi mà có một dòng đạt được tối đa. Kiếm đâu rồi nhỉ? Đây. Để mình chỉ có một dòng đạt được tối đa thôi đúng không? Đây là một dòng đạt được tối đa rồi, khi mình bấm đúc nó hiện lên đúc thất bại. Mình bắt buộc phải khóa cái dòng đấy mình mới được phép đúc tiếp đó. Thì đây đã là đạt đến mức tối đa của một cấp độ là các bạn không được đúc tiếp. Đây là cái bản mình chơi trên Android, còn có bạn mà các bạn ấy chơi trên hệ điều hành iOS thì các bạn ấy bảo là đúc không liên quan đến cấp gọi là thành chính. Ở cái này mình cũng chưa kiểm chứng trên iOS tại vì mình chơi trên Android. Cái cách này mình đã thử trên bản PC rồi và nó không có hiệu quả mấy, nó chỉ có tác dụng trên bản mobi Android này thôi. Thì đây là một cái lợi thế dành cho những cái bạn mà chơi hệ điều hành Android và ngoại long mobi. Thì các bạn nên gọi là tham khảo cái cách này của mình nha. Và đây các bạn có thể thấy là vẫn đang bị lag này, chắc là mình phải out ra vào lại rồi. Thì các bạn cứ chỉ cần bấm vào đây thôi là sẽ tự động reset tất cả đó, nó sẽ về lại trạng thái như này. Và thông thường đa số những cái lag về giá lúa, giá kể cả khi mà ví dụ như là các bạn gọi là mua con lệnh đi,
Ví dụ bình thường mua đây 35 vàng rồi đúng không? Nhưng mà lâu lâu nó bị cái lag, khi bấm mua nó hiện lên ở đây là 50 vàng cái lần đầu tiên. Thì các bạn chỉ việc bấm vào phần quà thôi, đây là mua con lệnh trừ 30% này, thì nó sẽ tự động tái tạo như thế. Trùng tu lính đôi khi cũng bị lag. Nói chung là tất cả những cái nào mà có liệt kê trong danh sách này bị lag, các bạn đều có thể bấm vào đây để reset cái lag được. Các bạn sẽ không bị lag nữa. Thì đây là một cách sửa lag hiệu quả khi mà các bạn đúc đồ, mua quân lệnh, làm cái gì cũng được. Thì đấy là cái lời khuyên của mình dành cho những bạn đúc trang bị thôi. Và cái điều thứ hai mà mình muốn nói ấy, cả ba cái dòng đúc này, không không, hai cái dòng trên này thôi, là nó sẽ cộng theo phần trăm của các bạn. Nó cộng đam theo cái phần trăm sát thương các bạn đang gây ra. Bởi vậy á, không nên quá quan trọng hai cái dòng này. Các bạn phải cường hóa nó lên làm sao càng cao càng tốt, thì lúc đó các bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ hai cái dòng này. Né trước đây thì nó sẽ là trừ, gọi là như này, nó là một cái lớp giáp ảo mà nó sẽ không theo phần trăm, nhưng mà mình thấy bây giờ nó sẽ gọi là cộng nhiều hơn như thế rất là nhiều. Có lẽ nó sẽ cộng theo phần trăm một cái mức nào đó, nó sẽ cộng theo phần trăm. Hồi xưa thì tức là như thế này, một né nó sẽ giảm cho bạn 40 đam vật lý, 30 đam pháp công và 20 đam gọi là mưu công. Tức là sao, người ta đánh tay vào bạn, nếu là đam vật lý thì các bạn sẽ bị chịu ít đi 40 điểm, ít đi 30 điểm đấy là đam pháp công, và ít đi 20 điểm đấy là đam mưu công. Trước đây thôi, ví dụ như một số quan như thế này chẳng ừ, mình bậy rồi. Đây, ví dụ như con này, ví dụ con này đi, nó là như thế nào? Cái con này á, nó là 5 con trâu lận, tức là 5 con 5 vật công. Thì mỗi con á, các bạn giảm được 40 điểm, 40 nhá, đúng không? 40 nhân 5 là 200 rồi. Thì một né các bạn có thể giảm được 200 đam vật lý các bạn gánh chịu rồi, đúng chưa? Còn nếu mà ví dụ như là nếu mà tướng Trương Ninh ấy, nó có khả năng đánh tay hai lần đúng không? Thì các bạn tức là các bạn đã giảm được 80 điểm rồi. Hoặc là con này ví dụ là Đặng Hải, đây Đặng Hải đi, Đặng Hải là một con đặc biệt, nó đam 3 lần chiến pháp kế sách và thường, thì một lần đam của nó các bạn đã giảm được 40 điểm này, 20 điểm, 30 điểm rồi, tức là các bạn đã giảm được 90 sát thương rồi. Một né mà các bạn giảm được tận 90 sát thương đó. Đây cái điểm lợi của né, chứ nó không phải là cộng cho một lượt nha, nó là giảm mỗi lần đánh. Cho nên là với một món đồ mà mình cộng như này, bởi vậy mình rất là ưu tiên, gọi là đây là trang bị của chống mình, thì mình gọi là có bốn bốn bộ trang bị là né 130 rồi, thì mình mới đúc đến con tướng chính của mình lên 3 dòng 160. Tại vì mình rất là ưu tiên cái phần mà gọi là thủ á, thủ nó rất là quan trọng khi đi map. Tại vì đam các bạn to mà các bạn không chịu được đam của NPC thì cũng như không, các bạn vẫn không có khả năng để ra được skill, thì coi như các bạn vẫn thua. Bởi vậy thủ là một phần rất là quan trọng. Mình không khuyến khích các bạn dùng hết bạc để đúc, mà các bạn ví dụ như là cái món không cần thiết ấy, ví dụ là món không cần thiết là món gì, đây là những cái phần mà dẫn binh như thế này, các bạn đúc đến 200 là được rồi. Tại vì sao, đúc lên nữa các bạn sẽ phải tốn long ngọc, tranh long ngọc. Đây, bởi các bạn nhìn thấy mấy cái món mình không cần thiết như này, mình chỉ để 200 thôi, kiếm này, sách hay ngựa của ở đấy mình chỉ đúc tầm 200 thôi là mình để đấy. Cái mà các bạn cần phải cường hóa ở đây là gì? Cường hóa ở đây các bạn phải cường hóa tối đa những cái giáp này. Đôi mấy cái mình vẫn chưa mắc được, tại vì mình gọi là đang đúc 3 dòng cho Lữ Bố thì mình vẫn chưa được cường hóa được mấy cái này, mình xong mới được cường hóa. Nhưng mà các bạn không nên như thế nha, mình đang chạy đua đúc gọi là một set 3 dòng 160 cho nó đẹp để mình khoe thôi thì mình mới làm như thế. Chứ còn bình thường á, các bạn việc đầu tiên các bạn phải làm đấy là năm cái giáp này các bạn phải cường hóa mắc này. Đầu tiên là phải cường hóa mắc, tại vì những cái map thấp á, đa phần NPC đánh là đam tay và đam nó rất là đau, cho nên là cường hóa giáp trước, sau đó cường hóa đến phi phong. À không, mình bậy rồi. Sau đó cường hóa đến các gọi là ngựa hoặc là sách của đam chính. Ví dụ nhé, các bạn chơi mưu đi thì các bạn phải cường hóa một cái sách lên mắc cấp một con, hoặc còn nếu bạn đã đi đam chiến thì các bạn phải cường hóa một con ngựa lên mắc cấp. Như mình nghe, mình chơi đam chiến thì mình cường hóa con ngựa lên mắc cấp. Sau khi năm giáp con ngựa xong nhé, các bạn làm tiếp theo đây là các bạn làm cho mình đến cái này, đến cái khiên mưu phòng. Tại sao lại thế? Tại vì cái con xuất hiện tiếp theo sau những cái con đánh đam tay đấy là những cái con đánh mà toàn thể đam mưu công, thì các bạn sẽ cần những cái này. Và đam mưu của cái map thấp nó rất là khốn nạn, đam nó rất là to. Sau khi đấy các bạn mới cường hóa đến cái này, các bạn mắc cấp đến cái phi phong này. Tất cả những cái mà mình vừa nói các bạn phải up đều 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 đều,
áp đều là như thế nào, ví dụ như là cả ba cái 160 đi, khiên, phi phong và giáp 160, thì cái sau khi 160 rồi các bạn đúc lên 170 cái giáp trước, sau đó các bạn đúc đến 170 cái khiên trước, sau đó các bạn đúc 700 170 cái phi phong sau. Ý của mình là khi mà mình nói các bạn đúc mắc những cái đấy trước ấy, là các bạn ưu tiên đúc 10 cấp cái đấy trước. Những cái này các bạn phải đúc xem nhau nha. Cứ 10 cấp một lần, 10 cấp một lần, thì khi các bạn đào như thế, team của các bạn sẽ mạnh đều lên. Và tiếp theo các bạn phải đúc đấy là gì? Khiên, choàng, giáp và những cái sát thương đấy xong. Đấy là 17 món mà các bạn cần phải đúc mắc. À, các bạn phải cường hóa mắc đầu tiên. Còn những cái khác ấy, các bạn để 200 cũng được. Tại vì sao? Trống không gây đam. Những cái con trống không gây đam, đa phần trống đều không gây đam. Búp giáp, búp sĩ khí, búp máu rồi nó kia kiểu, thì nó không cần những cái đấy làm gì. Những cái này á nó tốn rất là nhiều bạc để cộng một cái lượng lực chiến mà các bạn không dùng đến. Lực chiến các bạn cao đấy mà thực chất các bạn không hề mạnh. Nhiều bạn hỏi mình tại sao thằng kia nó kém lực chiến mình, mà thứ nhất là gọi là nó đam nó to hơn mình, thứ hai là thủ nó tạo to hơn mình. Đấy là bởi vì các bạn cộng quá nhiều với cái phần lực chiến ảo không dùng đến, cho nên là các bạn mới ít cho nó. Thứ hai, cái lực chiến ấy, của các bạn ấy thua nó còn bởi vì cái phần kết nghĩa của các bạn này. Các bạn phải làm cái phần kết nghĩa này đó. Phần kết nghĩa là phần cộng dồn đó các bạn. Tức là khi mà tiêu ma ý của mình lên đến đỏ rồi á, thì mình sẽ cộng cho ra các đàn sẽ là 9 chỉ huy. Đó, nó cộng dồn đó các bạn. Bởi vậy các bạn cố làm cho hết những cái này nhé. Nó sẽ cộng rất là nhiều lực chiến á. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. À, ai mà có những cái câu hỏi gì về những cái gọi là đi phó bản như thế nào, build team như thế nào, cho nước nào, rồi luyện cái gì như thế nào, thì mọi người cứ comment xuống dưới để mình gọi là làm video tiếp theo nhé. Cảm ơn.